Ê mày, gì trong cái xóm mình hình như á, tao với mày là thông minh nhất á. Thì đó, bữa nay là bàn cái chuyện này nè, tao với mày á mới tìm ra chỗ này, chỗ bí mật nhất ngay bùng binh này nè, để bàn chuyện bí mật trong cái xóm mình. Có tao với mày là khôn ngoan nhất, bây giờ tao với mày tụ họp lại đây để bàn kế hoạch. Tao với mày sẽ đi mua cái thông minh, biết thông minh không? Thông minh là gì? Sao hỏi câu cứng họng mày? Thông minh á, thông minh là cái sự mà khôn ngoan. Thôi thôi thôi, nói chơi biết rồi, nói chơi chứ biết rồi. Ở hẻm nhà tao đầy. Ở hẻm mày có bán thông minh luôn hả? Hả? Đầu hẻm á. Ở đâu? Trời ơi, tao với mày đang bàn chuyện mà cho mày biết chỗ bán thông minh hả? Sao không? Ở đầu hẻm có cửa hàng thông minh. Cửa hàng thông minh. Mày qua nhà tao, mày cho qua biết cái đầu hẻm đó, cửa hàng thông minh, cái cửa hàng màu xanh xanh á. Bán hộp vịt lộn với là hộp gà hả? Đâu, cửa hàng thông minh bán thông minh. Con lục khỉ khô. Trời ơi, cái bà cái cửa hàng đó là cửa hàng á, tại vì á ông chồng á ông tên Thông, bà vợ tên Minh mới gộp là thành cái cửa hàng thông minh, bán hộp vịt lộn, bán hộp gà. Thông minh nó không phải là nó cao cấp hơn hộp vịt lộn, nó cao cấp hơn hộp gà nhiều, mày hiểu không? Ai biết, mày hiểu không? Tưởng bán thông minh. Trời ơi, thông minh nó khác, nó cao cấp hơn sự khôn ngoan nữa. Bây giờ tao mày tụ họp là bàn chuyện bí mật là. Nhưng mà nè, mình thông minh quá rồi, mua chi nữa mày. Bây giờ mình chỉ khôn ngoan thôi. Thông minh nó khác. Thông minh nó hơn cái khôn ngoan một bậc nữa. Thông minh hiểu rồi. Tức là thông minh là nó thông thạo và nó minh mẫn. Nó cao cấp hơn cái sự khôn ngoan nhiều. Rồi à. Bây giờ phải tìm cách mua, miễn sao tốn tiền lắm. Bây giờ á mình á có tiền nhiều thì là nhiều, là cỡ nào thông minh mình mua cũng được hết. Mày hiểu không? Đó, thông minh. Ủa? Anh Bảy. Khỏe không? Nhớ em không? Em nè, em Út nè. Ở dưới cùng quê với anh đó, nhớ không? Nhớ em không? Nhớ anh Chính. Nhớ. Trời ơi, thấy chưa? Ông Bảy. Tôi thứ ba. Còn này Út. Tôi là anh ba, này anh Út. À thì biết rồi, nói chung là gộp chung lại là quen biết nhau mà. Nhớ em không? Nhớ em không? Em nè, em Liễu nè. Nhớ không? Cùng quê với anh đó. Trời ơi, hồi đó đi qua nhà anh rủ anh đi uống cà phê hoài đó, nhớ không? Nhớ cái gì? Trời ơi, nhìn mặt anh là biết nhớ rồi, sao không nhớ được? Mình quen nhau quá mà, đúng ba, không? Ba tôi tên Tuấn. Má này tên Mai. Trời đó, biết mà, ba anh tên Tuấn, má này tên Mai, biết mà, quen nhau hết á. Trời ơi, thân quá mà. Trời ơi, đó em hay qua nhà ăn trực đó, nhớ không? Nhớ em không? Ông nội tôi tên Xí. Bà nội này tên Sọn. Sọn. Thì đó, bởi vì hai người Xí Sọn ở chơi chung với nhau đó, em biết mà. Ông nội luôn hả? Trời quen mấy trời bạn mà. Trời bạn mà biết hả? Mày không chết hết rồi, giờ được tôi còn sống không mà. Giờ nó không ngờ quen thân với nhau. Đó bởi vậy. Ủa mà vụ gì vậy? Rồi quen rồi giờ sao? Cảm ơn hai anh nha. Bởi vì hai anh thông minh dễ sợ luôn á. Nhờ có hai anh chưa nãy mà hai anh mà ngu ngu mà nói vậy. Ủa chị là ai vậy? Chết tôi rồi. Tao hốt tôi rồi. Thấy chưa, cái sự thông minh nó bật ra khỏi cái mặt mình liền, nó bật ra khỏi mặt mình liền, nhìn là biết mình thông minh. Cảm ơn anh nha. Bởi vậy hôm nay á, hôm nay là để mà tôi đền ơn lại cái sự thông minh của hai anh, là tôi có cái này hay lắm. Cái gì? Cái này hay lắm. Cái gì? Mà nói nghe nè. Trước tiên là cho tôi hỏi là chắc chắn là hai người thông minh đúng không? Chắc chắn đúng không? Khôn ngoan thông minh. Còn hỏi gì nữa? Đây nè. Để hé ra cho coi nha. Hay lắm. Nhìn kỹ nha. Nè. Thấy gì chưa? Thấy gì đâu? Thấy gì chưa? Không. Nó đang kêu đó. Đâu, nhìn khúc nào? Dưới này nè, tập trung dưới này, nghe đang kêu không? Nghe đang kêu không? Nghe tàu nó kêu không ạ? Không phải là cái tiếng đó, cái tiếng trong này nè. Đâu? Đây nè, nhìn lại lần nữa nha, nhìn kỹ nha, tập trung nha. Thấy gì chưa? Thấy gì đâu? Chưa thấy máy. Chưa thấy luôn hả? Lại coi. Trời ơi, đây nè, nhìn kỹ ra lần nữa nha. 2, 3. Bị đau bao tử kêu hả? Đúng rồi, đau bụng nè, nó kêu bột chim cái gì ăn, ổi mì dập vô. Xin lỗi, không phải. Đây nè. Cái gì? Thôi bỏ đi. Thôi. Kỳ lắm. Cái này phải móc ra mấy anh mới coi được. Thôi. Ngại á. Để xài đi. Quen hơn chứ ngại móc ra kỳ ngại. Coi đâu ngại. Tôi ngồi chéo giò biết ngại rồi. Không? Coi không ngại. Tôi tự nguyện móc ra cho hai anh coi mà. Trời ơi, nói kỳ. Kỳ gì đâu kỳ chứ, để nãy giờ trong đây nó kêu kêu rung rung mà khó chịu quá. Để hôm nay nãy rung rung mà nó khó chịu. Cái gì? Hả? Đây nè, nó móc ra cho coi nha. Đó, cái này nè. Thông minh lắm á. Anh coi cái này biết chỗ nào tắt hay tắt giùm tôi không? Sao kêu ông chùm vậy? Tắt giùm tôi đi chứ, để ta tới thấy được là hốt tôi đó. Cái này là cái thông minh này hả? À. Tắt hả? Tắt chuông giùm tôi đi. Đây tôi biết mà. Cái này là nó phải chịu qua đập là nó. Trời ơi. Đây.
thấy đây. Là không có thông minh gì hết trơn. Thằng này sống ngu dữ. Cái này là tao biết rồi, cái này là gặp nước là nó im mà hả? Thấy nè, nó mội ra khổ quá. Nè nè, tắt rồi. Đó. Đó, tắt rồi đó. Nè. Đó, thông minh lắm á. Mày thông minh lắm. Cái điện thoại này thông minh hả? Thông minh không? Thông minh lắm. Ê, mày hiểu tao nói gì không mày? Trời ơi, sao điện thoại thì sao mà nghe nói được. Trời ơi, thông minh kìa mày. Ừ. Bây giờ vậy nè, tôi bán cái thông minh này lại cho hai anh đó. Rồi hai anh đưa cái ngu lại cho tôi được không? Hợp riêng, bà đừng biết. Hợp đi. Mày hợp riêng, đừng cho bà biết. Nó nghe nè, đừng cho bà biết. Rồi. Bây giờ á, bà tự nhiên á, bà đòi á, bà mua cái ngu của mình. Ừ. Xong rồi á, rồi xong rồi mình bấm bán cái thông minh cho mình. Mình sao? Ngu, bà ngu đúng không? Xí. Nãy giờ tôi ngồi đó tôi nghe hết trơn rồi, giờ sao? Đúng như bà chưa biết gì đi, chuyện bí mật của người ta mà. Tôi chưa biết gì đi. Hay sao hợp đi, mua luôn. Rồi xong rồi. Bà bây giờ thông minh đúng không? Rồi thông minh rồi, bây giờ hai anh bán cái ngu cho tôi rồi tôi đưa cái thông minh này cho hai anh đúng không? Bây giờ bán thông minh này nhiêu nè? Nhiêu nữa đi. Nè, nói cho đàng hoàng nha, tụi này thông minh lắm á, đừng có qua mặt tôi nha. Biết hai anh thông minh là sao dám qua mặt hai anh được. À biết sao không, hồi nãy là coi như là nhờ hai anh giúp tôi cho nên là coi như là tôi đền ơn tôi bán rẻ ra cho hai anh, chứ thực sự ra ngoài này là giá thị trường cả chục triệu luôn à. Mắc lắm á, cả chục triệu thông minh mà. Thông minh là phải mắc thôi. Bây giờ bán lấy hai anh 2 triệu. Khỏi luôn. Nghĩ mình con nít á. Khỏi luôn. Nghĩ mình ngu quá. Khỏi luôn. Khoan, từ cái gì thương lượng chứ nè. 1,5 triệu. Khỏi luôn. Nghĩ mình ngu quá. Đó được rồi. Khỏi luôn. Đó được rồi, giá chốt 1,2 triệu đó. Khỏi luôn. Khỏi luôn. Chứ nghĩ sao vậy? Bà nghĩ sao cái thông minh của tôi mà mua với giá 1,2 triệu hả? Thông minh tôi là thông minh cao cấp, mua phải giá cao, giá sang, 1,2 triệu. Khỏi luôn. Nó nghe nè, bà bình tĩnh nghe tôi nói đi, nó nói nào ngay chứ nãy định bán 3 triệu. Thà 3 triệu. Đấy, đó, đó. Thà 3 triệu. Thà là 3 triệu, nha. Nè, đó, 3 triệu. Tiền tươi xanh. Đó, thông minh là phải 3 triệu mới mua. Tưởng mình ngu, tưởng mình ngu hả? Hả? 3 triệu mới mua nha. Trời ơi. Trời ơi, ai anh người hành tinh xuống á trời. Trời nghe sao cái điện thoại này. Thôi, được rồi. Cảm ơn. Có bạn bỡ ngỡ như con người thông minh bây giờ. Không phải, đúng rồi, thông minh nè, đúng rồi, hai anh thông minh lắm. Tôi ngu bởi vậy tôi mới bán hai cái thông minh này cho anh đó. Mà coi cái bà ngu rồi. Biết rồi đó, thì thôi cảm ơn hai anh nhiều nha. Người ngu đi vô khác chơi đi. Rồi, tôi đi nha, cảm ơn hai anh nhiều nha. Cảm ơn nha. Thông minh vậy. Đây, thử liền. Ê, cái nút mở luôn, chỗ nào vậy? Này ngu ghê. Đâu đây thôi chứ không đâu. Ê, sáng đèn. Chà, thông minh nè. Rồi, lấy cái thông minh rồi gọi ai vậy? Lan. Lan, anh mới mua điện thoại nè, anh đang muốn thử máy, điện thoại em số máy vậy Lan? Giờ. Sao, anh nói số điện thoại, nói số máy? Sao chữ mình ngu mày? Về điện thoại đủ thông minh cho ta. Dạ, nó không quen xài máy thông minh này rồi, chỉ có hai mình là cầm cái thông minh này trên tay thôi. Đâu, đi qua bên nhà con em gái đâu, để thử thông minh như thế nào. Đi. Bình tĩnh. Vì sao con khóc? Khát sữa. Thèm gì là kêu đó nè hả? Phải, hay nhu á. Hai bình. Trời, hai bình. Anh này khát dữ hả? Khát dữ lắm rồi. Không phải. Chứ gì? Hai nhu. Lạc mẹ. Hai mình là hai chú. Sao? Lạc mẹ. Bậy. Mẹ chú nhà con. Đúng rồi, ba chú ở nhà giữ mẹ chú, làm sao lạc được. Trời ơi. Bậy. Con lạc mẹ. Trời, nói gì khó hiểu quá mày. Nó lạc mẹ. Nói gì không hiểu rồi, nói gì khổ ghê á.
À có giấy giấy. Có lạc mẹ có gì giấy giấy nhà. Nhờ biết giờ từ từ bình tĩnh. Hả? Gì? Bệnh gì lây dữ vậy trời? Bệnh gì lây nhanh dữ vậy? Cái gì? Nó nói gì tôi nghe trời vậy? Nó bị thiểu năng, mình phải đồng cảm với nó. Nói gì nó mới hiểu mà. Mày phải nói vậy nó mới hiểu. À, có tờ giấy ghi sẵn vậy đó hả? Trời ơi cái gì? À! Đồng cảm với nó, nói gì cho đỡ buồn. Đồng cảm như khùng đi cha. Nói gì được rồi. Rồi giờ sao? Rồi giờ sao? Trời lạc mẹ rồi nè, bây giờ dắt dắt nó về. Dắt về. Giờ đây. Lên lưng cổng về. Lưng cổng về. Đó lên lưng đó. Cái gì vậy? À trời ơi, cổng chịu bé. Giờ bé rồi. Nè, cất đi để rồi lạc. Rồi bé. Ai bé? Hai nhung bé. Hai bà vú tới bé nó. Hai chú bé. Trời ơi, rồi lên. Đó, bé lên. Nhà đâu con? Ở dốc bé. Dốc lên. Ở đây nha cha. Trời ơi. Rồi, xin lỗi. Bà nội cha, đây là Nha Trang đường Trần Phú. Chạy vô đâu? Nhóc nhớt. Tôi khi mà tới nhóc nhớt rồi tôi nhớt về đây luôn hả? Rồi. Đây, tôi khi mình ra biển luôn nè. Mình ra biển gì mày? Dục quăng nó xuống cho nó bơi về cho lẹ. Trời ơi, khổ quá. Ở đây nè, gần đây nè, là có cái chỗ mà dân phòng đồ đó dắt nó tới rồi thông báo tìm mẹ nó chứ giờ bị sao ăn bế tới rồi. Nè, ngồi im nhúm mông chứ. Con mẹ thường rồi, bác không nhè, nhóc nhè. Ngồi đây nghỉ xíu đi. Ê! Ê kìa! Bác công đó là mày! Ai nói gì vậy? Mày nói gì vậy? Mày nói cái gì? Dắt ngày về nhà bị hiểu năng em đồng cảm với nó. Bắt mày cái gì mày tin không? Hả? Ai cho tụi bay bắt con nít hả? Nó khùng, nó khùng mày bình thường mà em thông minh mà. Nó mày bình thường mà phải nói chuyện cho bình thường. Nó không có đi mình nữa, ba nó kìa. Dạ, anh chào bác. Chào biểu mày. Dạ. Ta kêu người nhà ta mà. Nhiều chuyện rồi. Rồi vậy đó, này được nè. Dạ, anh kêu em. Mày thiệt tình hung hăng. Đánh đập người ta ngoài đường chứ sao được. Không phải, tụi này nó vậy mình phải quánh nó, mình phải dằn mặt nó. Tao biết, anh biết là nó ăn cắp. Ê, nó là bắt cóc con nít. Dạ đúng rồi. Nhưng cái chuyện bắt cóc con nít á thì bây giờ nếu mà pháp luật á là người ta bắt cái tội nặng lắm. Dạ. Mình làm chi mình ra tay. Dạ. Bây giờ nè, nhẹ nhàng thôi. Đưa qua công an. Đưa cho người ta làm việc hai ông mày, hiểu không? Đưa tụi nó qua công an hả? Ừ. À vậy cũng được, tại tụi em cũng tính dắt con nhỏ đi qua bên công an á để cho về nhà. À, sẵn hai anh đây phụ em khiêng nó nặng quá. Đứng nè. Ờ này được nè. Trời ơi anh nghĩ sao vậy? Sao? Trời ơi mục đích của mình ra đây đâu phải đưa tụi nó lên công an. Tiền. Được rồi. Giờ tùy chú em mày giải quyết sao giải quyết đi. Không, tụi này là phải dùng bạo lực thôi, không có nói nhiều. Là gì? Phải quánh nó. Cái gì? Phải quánh nó mới lòi ra được. Mày ác quá. Ác gì? Tại sao anh nói em bao nhiêu lần rồi? Bây giờ có người ta không bao giờ dùng tới tay chân để mà dạy dỗ cho nhau. Ừ. Nhẹ nhàng thôi, đỉnh đậm tay. Nhẹ nhàng thôi, anh. Bây giờ hai anh em mình dạ. Dẫn hàng này dạ. Ra đây dạ. Đạp đầu xuống biển. Chết. Trời ơi, tính ra anh cũng hiền ghê ha. Chứ giờ sao? Trời ơi trời, đưa nó xuống biển, lỡ có chuyện gì một cái là chết mình đó. Trời ơi, không sao, ở đây mà nó biết bơi mà, còn nó bơi không được thì nó đó là số của nó rồi. Thôi, bây giờ đạp nó xuống biển mình đâu được bây cái giờ gì đâu. Bây giờ nhẹ nhàng hơn đúng không? Nhẹ nhàng hơn. Bây giờ nói hai chú về, hai chú là cái chuyện gì không biết, là tôi thấy hai chú là đang làm cái chuyện không có đúng. Mà em tôi là đòi đánh đập này kia nọ, đồ chi mất công. Thôi giờ vậy nè, xô xuống biển thì nó cũng ác quá.
Thôi đơn giản thôi, bây giờ là mời hai chú em này, chú em này nè. Dạ. Ra ngay dưới dốc cầu này nè. Dạ. Làm gì? Nhậu, nhậu. Câu cá, câu cá. Cầu mà đâu có cá đâu. Câu à, dốc cầu khùng quá. Thôi, khùng quá. Thôi mà, đánh đập người ta hoài à. Để tôi nói hết cả. Dạ. Ra đây, rồi canh nha. Đó, canh xe lớn nè. Đó, xe buýt, xe tải vừa ra. Vừa tới, xô ra cho cá. Trời đất ơi, anh hiền quá hà. Chết anh ơi, anh đừng dùng cái cách nhẹ nhàng, thà mạnh bạo, anh xử em đi mạnh bạo rồi. Bây giờ thà mạnh bạo đúng không? Dạ, 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 cách nào khác. Bây giờ vậy, tao tính vậy nè. Nếu như mà đưa thằng nhóc này với tụi bay về bên công an á, đúng không? Thì cái tiền phí ai trả tụi tao? Ai trả? Tụi em chịu, tụi em chịu hết cho, tụi em trả, tụi em trả. Tụi bay chịu không? Dạ. Nói thiệt không? Dạ thiệt anh. Thiệt thì móc tiền ra. Tiền tụi em đường đánh em nữa, tụi em có, tụi em tiền có không? Trả chứ tánh nóng nha. Dạ tụi em trả. Này nó mới mua điện thoại à. Còn nó hết tiền rồi, có tiền là em giữ nè, nó hết tiền rồi. Đưa tiền đây. Dạ tiền dạ đây đó. Điện thoại nữa không? Chính em mày lấy điện thoại đó làm gì? Trời ơi, điện thoại tao gọi chứ làm gì? Bây giờ mấy cái điện thoại này đó, người ta gài cái định diện toàn cầu vô đây đâu. Tao với mày lấy chẳng khác gì đâu, lại ông con ở bụi này. Đi tới đâu rủ nó thưa bên công an người ta tìm ra. Chết, trả lại đi. Ủa gì hả? Trả lại. Trời ơi, gì hả? Thôi, tao thấy thương tụi bay, không cần phải lấy điện thoại. Để điện thoại tụi bay gọi về nhà, được chưa? Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Để đi đi. Lần sau không có được ăn cắp con nít nào, bắt cóc nữa nghe chưa? Để dắt về nhà. Đi. Lát tao chia cho đi. Ủa hoài. Đi. Trời, mày làm cái mặt bình thường, mày làm cái gì mà làm bộ hoài. Hiểu lầm, ta tưởng mình bắt cóc á. Không mà vậy cũng đỡ. Cũng mà không. Mình cứu tiền thôi nhưng mà. Nhưng mà điện thoại mình không lấy. Như vậy là trong một số người xấu vẫn còn những người tốt. Đúng rồi, người ta tốt người ta mới trả điện thoại cho mình. Chứ người ta xấu người ta lấy luôn rồi. Phải liền. Đừng dụ bán lại nha, không bán nha. Dữ luôn á. Chứ dữ mà giỡn tụi tôi hả? Phải hả? Quýnh lộn với hai người kia mới giành là được điện thoại thông minh. Mình dùng cái trí óc mình thông minh mới giật lại được hai điện thoại hay. Thông minh hả? Ừ. Ngu thì có. Điện thoại đi phải giỡn. Trời ơi. Giỡn quá. Điện thoại thông minh dành cho người thông minh mà giỡn. Trời người ơi. Thông minh chứ dùng điện thoại thông minh gì thôi. Em nói một lần nữa, điện thoại là điện thoại giỡn. Là điều chuyện giỡn. Trời ơi, sao không? Coi đi, mở nó lên đâu. Mở 2-3 lần nó mới lên, điện thoại thông minh mà. Đó. Phải có mật khẩu nè. Lên đi. Không phải, nãy thấy vậy nè. Đó, lên. Lên nè, có hình để không, Điện thoại đập mà phải lên gì đó. Trời ơi, điện thoại giỡn, mãi bán điện thoại em biết mà. Điện thoại này cao lắm, chỉ có 500 ngàn mà thôi. 3 triệu chứ trời. Thông minh là phải 3 triệu 500 ngàn tôi đâu mua. Nãy bà nói 500 ngàn tôi thèm mua, 3 triệu mới mua. Tội nghiệp hai anh quá à. Mua gì mà mua quá vậy? Tao nói thằng này thằng giỡn mà. Trời ơi, ra đường hết lần bị lừa, hết lần này tới lần khác. Bây giờ đừng có ra đường ở nhà cho em ăn cơm nước kìa. Đó, hôm bữa nha, nấu ăn nửa chừng ra hết không kêu em. Hôm nay ra ăn nấu nửa chừng hết ra nữa kìa. Đừng có kêu người tới thay ra. Em nấu hết rồi đó, đi xuống ăn đi. Ở nhà chơi thôi, đừng có ra đường nó bị lừa nữa bây giờ đó. Thông minh lên một cái đi. Đi đâu hả? Đi ra, biết không? Em ở cái công ty mỹ phẩm nó đang khuyến mãi. Bây giờ em lên công ty khuyến mãi là người ta chuyển mỹ phẩm gì tới nhà. Không cần phải mất tiền. Ở nhà cơm nha, em đi nha. Đừng có ra đường có chừng bị lừa nữa. Thôi vậy, nhỏ này nó trốn đâu, nó mua được cục thông minh nè, nó thông minh quá. Lần sau mình để dành tiền mua cục thông minh này lại. Chào anh. Tôi tên là Tân, đại diện cho công ty ga Playstation. Đến đây để kiểm tra những bộ phận ga nhà anh. Ga bà Gia Sần. À bà Bay. Gia Sần. Playstation. Rồi, không thể diễn được giờ. Ga nhà mới hai không bị gì hết á. Tại vì anh biết sao không? Nhân viên của tôi á đã giao ga cho nhà anh nhưng mà không đủ chất lượng. Đâu có, lúc làm xong nó ok anh yên tâm xài, khi nào hết ga lại gọi. Làm sao anh biết được? Tại bây giờ á có nhiều vụ nổ bình ga ảnh hưởng rồi gây chết người đâu nữa. Lỡ có chuyện gì hai anh có chịu trách nhiệm nổi không? Không chịu trách nhiệm đâu. Cái cục đó không thông minh đâu. Vậy được rồi, để tôi vô tôi kiểm tra. Anh kiểm tra giùm đi. Rồi chút xíu. Chứ tôi nhìn thông minh là không có bao giờ chịu trách nhiệm mấy vụ đó. Sao giờ nhiều vấn đề nguy hiểm quá. Công ty ba Gia Trần. Không ổn rồi. Sao anh? Anh nhìn đi,
Mình ra nhà anh như vậy á mà là đủ tiêu chuẩn à. Nếu như mà tôi tấn công kịp lúc á thì bình ga con sẽ nổ tung, lúc đó hậu quả xảy ra, chuyện gì xảy ra, ai là người chịu trách nhiệm đây? À, tụi tôi không chịu đâu, tụi tôi không chịu đâu. Không chịu đúng không? À, vậy thì để tôi chịu trách nhiệm với bình ga này. À, tôi sẽ đem về tôi bảo trì nó. À, bị xì đúng không anh? Đúng. À, đó có nghe mùi ga chưa? Có nghe mùi ga chưa? À, nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. À, tụi em không, anh coi ở nhà còn cái tivi hay đầu máy gì nó bị xì, không đủ chất lượng là anh đem về bảo trì hết, em không chịu trách nhiệm đâu nha. Được rồi, một lát có người của tôi tới. À, bây giờ tôi sẽ về bảo vệ mình ra này. Xin chào anh. Ờ, cảm ơn nhiều nha. Tôi tên là Tư. Ờ, bà nha sư. Mình là Tư sư. Dạ, ok. Kiểu những người thông minh mình bắt xe được cho mấy thằng ngu rồi ơi. Tự nhiên giờ ôm mình ra về ngu. Còn nó kêu người nữa, nó kêu người qua phải mấy đồ thiếu trách nhiệm rồi mình xin lỗi. Trời, tao nó chịu trách nhiệm hết. Ờ, ngu. Không thông. Kể cho nghe, kể nghe đi. Thằng ngu, thằng hồi nãy thằng Tân gì đó, nó ở hãng hãng ga bà Ba Gia Thần. Bà Ba Gia Thần. Hãng ga mình đang xài á. Ừ. Thằng hồi nãy tới là thằng sếp của thằng mà hồi nãy hồi trước tới giao ga, thằng sếp tới kêu thằng lính làm sai kỹ thuật đem mình ga về rồi. Đem ga mà em mua ngu. Đem về chịu nhiệm. Nó bị xì, nó bị hư, giờ tao đem về tao chịu trách nhiệm rồi. Dây sần, bình ga chịu trách nhiệm gì? Đem về luôn rồi, bình ga đâu bị hư. Chị lấy vô lấy bình ga đi rồi hả? Lấy đi vào, cho chịu trách nhiệm em bị hư không chị? Trời ơi, tôi chết rồi, bình ga nhà mình là của hãng Minh chứ, còn bây giờ... Đứng lại! Không! Đứng lại chưa? Không! Không, em không đứng lại! Không bao giờ em đứng lại! Em sẽ không đứng lại! Cho tới khi nào em mỏi mệt, không bao giờ em đứng lại. Không! Em! Mày mệt chưa? Mệt rồi mới đứng lại nè. Tại sao nãy không kêu em đứng lại? Tao thấy mày sung quá, tao sợ cắt đứt cái dây sung mày. Em không đứng lại, bởi vì em phải chạy. Em chạy để em hai đường đánh em. À quên, mày nhắc cái vụ đánh tao bị nhớ được. Tao hỏi mày nghe nè, tại sao cái vụ đi học bị không điểm mà về mà mét lại với ba là sao? Đó là sự thật, vậy anh hay ngu. À, mày dám chửi tao ngu, mày đỡ đi, thế kiếm của tao đây. Không nhìn vẫn đỡ được. Mày mấy thằng buồn có giận có đánh đòn tao sao mày? Đó là sự thật, anh hai ngu. Hay đỡ, bá kiếm của tao đây. Không nhìn vẫn đỡ được, con chiều chém hoài. Mày mấy ba sao buồn có giận có đánh tao rồi, mày đủ ra khỏi nhà luôn sao? Anh hai ngu, đó là sự thật. Mày hãy đỡ đây. Mày xạo hả mày? Bây giờ trời quýnh ít à. Ờ sao? Chơi đổi kiếm không nói cho nghe. Trời ơi, đổi chiêu cho mình. Chơi kỳ quá. Chơi làm sao? Anh hai cũng vậy nha, anh hai cũng là người xấu. Tại sao em vô lớp em cua có một con nhỏ kia, anh hai về mép ba để mà quýnh đòn em. Ê, mày nói bậy không mày, mày phải cua con nhỏ gì? Cô giáo mà dám kêu con nhỏ mày? Thì... Mày nhỏ xíu mà đi vô cua con giáo sao thì về mép ba đúng rồi. Thì biết rồi thì im đi, tại sao em mép? Anh hai cũng là người xấu. Rồi sao? Hãy đỡ. Dạ thưa ba. Xin chào ba. Ôi chào. Mày sao hả bưởi? Ê cha, mày chơi mà quýnh tao chứ quýnh gôn vậy mày? Nghĩ sao? Quýnh cho mày. Cái gì? Này em nói bác à, tiệm nói bác á. Mày nha, đừng có mang ba ra hù tao như mày. Ô, chào ba. À, mày đừng có hù tao nữa. Tao thông báo mày kể từ giờ hôm nay là anh của mày không còn sợ ai trên cõi đời nữa chứ trời. Trời ơi, không sợ kìa. Cha kìa. Cha là ai? Cha. Xin lỗi mày nha. Bây giờ ba bước ra đi, tao không có sợ ai, ba đang đứng chưa sợ. Cha. Bây giờ bước này tao quất ổng luôn mà tin không? Trời ơi. Mày đừng... như thấy giang hồ chứ đổ lệ không mày? Mày sao? Quý là ai? Ai quýnh đầu tao? Tao quýnh nè. Ba đánh đầu con. My father. Mày mất dạy. Cha mày mà đòi quất luôn á mày. Tao muốn hát cái câu này để tao tặng cho mày. Ba hát. Câu này tao đã nghe Lệ Thủy hát lâu rồi. Trời ơi. Bữa nay ba sẽ hát tặng con. Ba hát đi. Này con ơi, con có được ba là con có phúc. Sao con hỗn hào thằng cha con đang đứng trước con nè. Chưa có hết mà. Chưa. Ơ. Hết rồi. Trời ơi, tưởng sao vô nó. Mày mất dạy. Học hành không lo học hành, học thì ngu như con bò. Ăn đồ quýnh lộn biết, năm nay mày học lớp mấy rồi mày? Dạ lớp 4. Thằng này học lớp mấy? Dạ lớp 6. Tại sao thằng em học lớp 6 mà thằng anh mới học lớp 4? Con thương thầy nhớ lớp mà. Trạo. Mày học dốt, mày nói mẹ nó học dốt, mày thương thầy nhớ lớp. Mà hai thằng, thằng học lớp 6, thằng học lớp 4, cô cho bài tập về nhà làm, không biết làm, nhờ lớp 8, lớp 9 người ta chỉ. Lanh chanh đi nhờ lớp 3 chỉ là sao?
đâu có thằng nào lớp ba chuyển ôn nào. Ủa, tao không có nói mày. Ủa thằng nào học lớp ba? Tao á. Trời ơi. Trời ơi. Ba mới học lớp ba rồi chạy lớp bốn lớp sáu là sao ba? Ủa, tao học lớp ba ai biết tôi phải hỏi nên tao mới chỉ. Đó là vấn đề sĩ diện. Trời đất ơi. Nhưng mà tao sống lâu tao có kinh nghiệm. Vừa rồi mày học cái gì mà cô mày ra mày nói ba nghe mà chỉnh sửa cho. Cô đang ngồi trong lớp thì cô giáo chỉ cô giáo đó là ai là người ăn cắp nỏ thần của An Dương Dương. Tại sao mày đi ăn cắp cái nỏ người ta? Hả, nhà mình có cái ná mày ăn cắp cái nỏ làm gì? Hả, tại sao mày đem mày trả cái nỏ trong Dương liền con, tao quýnh con, cha con biết con biết ai. Mày biết tại sao mày không nói mày để cô giáo nghi ngờ anh mày lấy cái nỏ. Tại vậy cái nỏ người ta cái người ăn cắp nỏ coi như Dương là trọng thủy mà. À trọng thủy. Trọng thủy ba. Nhà trọng thủy ở đâu? Nhà, hả? Hỏi gì? Mày cho tao biết đi, tầm mai tao dẫn cô giáo anh mày tới đi minh quan cho anh mày. Nhà tao có nghèo chứ không bao giờ cho con đi ăn cắp đâu. Trời ơi, lại trọng thủy người ta là nhân vật lịch sử. Người ta cách đây mấy ngàn năm rồi, nghĩ sao mà có nhà ở đây. Mấy ngàn năm sao tao đẻ trước mày tao không biết. Dạ. Tao không biết con, tao sao biết của cô, mày hỏi tao leo. Con mày, dạ. Mày học cái gì mà cô mày la, mày nói ba nghe đi. Dạ, con học con hỏi một cái cô hỏi con câu này con trả lời không được cô la con. Câu gì? Cô hỏi là vị anh hùng dân tộc nào đã đánh đuổi giặc Ân sau đó ông bèn lên ngựa về trời. Con trả lời ai? Con biết. Bà nội mày. Mày không biết cái câu dễ ở thì mày không biết. Chứ bà biết ai? Biết sao biết? Tôi biết sao? Câu này người ta hỏi mánh rồi, trong câu hỏi có câu trả lời rồi. Trả lời sao? Đây nè, sau khi đánh đuổi giặc Ân ông bèn lên ngựa về trời. Ông tên là ông bèn đó. Ngu như con bò. Người ta nói rõ ràng là ông bèn ông lên ngựa rồi mà. Ba. Vậy con đọc cái sách kia nó ghi là sao khi đánh đuổi giặc Ân xong ông liền lên ngựa. Vậy ông tên là ông liền nữa hả ba? Thù quá mẹ ơi. Dạ. Ai cũng có cái tên thường gọi với cái tên ông khai sinh như tao. Tên ông khai sinh tao là Nguyễn Văn Rớp nè. Dạ. Mà bà nội mẹ hay kêu là Sáu Lượm. Ủa sao kỳ vậy ba? Là bà lỡ bà đặt tên Rớp và cái tên Lượm mới gỡ chút đỉnh. Thì ông này cũng vậy, tên Bèn là tên ông khai sinh mà tên Liền là nickname của ông. À, con biết rồi. Nhưng mà cái thời đó làm gì mà có vậy nickname. Mày giỏi quá mày biết ai không? Con biết luôn á. Ông đó là ông thánh giáo người giống á. Ông làm gì mà ông gánh người giống? Không phải mà ông thánh giống. Thánh giống. Ủa Việt Nam mình có ông thánh giống hả? Trời ơi, ba không biết gì chơi thánh giống hả ba? Ba biết, chắc là ba biết nhưng mà tại vì ba học chưa có tới. Trời ơi. Bỏ đi. Giờ ba mới hỏi tụi bay là tại sao tụi bay đi học mà đem hình ba vô lớp làm gì? Có phải tụi bay muốn khoe nhan sắc của ba bay với cô giáo phải không? Mày ói tao quýnh chết mày á, mày ói hả mất dạy. Ê tao xấu tao tự soi gương tao tự ói nha mày. Không cần mày ói giùm nha. Đem hình cho lớp làm gì? Dạ tại gì? Dạ tại vì cô giáo kêu đem hình bao nhiêu lớp là bởi vì cô giáo nói là cô giáo không biết mặt thằng ngu nào chỉ bài cho con. Mày bất dạy. Mày nói tên được rồi mày đưa hình chi mà biết mặt tao, mai mốt tao gặp tao ngoài chợ tao lấy cái gì tao đội mày. Còn mày? Dạ. Mày đem hình ba mày vô lớp làm gì? Dạ thưa ba, con học tập làm văn. Cô giáo nói rằng là em hãy tả một con vật mà em yêu thích nhất. Vậy rồi mày lấy hình tao mày tả con gì? Dạ, thưa ba, con tả con khỉ. Mất dạy, cha đó mà nó tả con khỉ à. Anh hai này kỳ quá, tại sao ba mình mà người cha mang nặng để đau tình xa mắt giờ cái vui tại sao lại đả ba mình là con khỉ? Đúng rồi. Quá hỗn láo. Đúng. Trong khi ba mình đẹp như con đười ơi. Ba đuổi mày. Hả, mày mất dạy. Mày còn khốn nạn hơn thằng anh mày nữa. Bà con coi ơi là tôi xui không? Có hai đứa con thôi, một thằng tả cha nó là con khỉ, một thằng tả cha nó là con đười ươi. Trong khi đó tôi đẹp như là con tinh tinh vậy nè. Trời ơi, nó còn gớm hơn hai con kia nữa bà. Ta lộn, ta nóng quá ta lộn. Con tinh tinh đít đỏ, đít ba mày trắng nõn mà. Trời ơi. Đây nè, không tin coi đây nè. Ê, làm gì vậy? Tao đang kiếm cục dây thun. Gì vậy? Trời ơi, đừng có nói là dạch đít cho người xem mông nha. Nói nha, trời kỳ quá à. Bỏ đi. Rồi mệt. Bây giờ đố ba nè. Đố đi. Bà có thức đố ba nè. Đúng. Đố ba với vua nước Pháp Napoleon sinh năm mấy? À, ông này tao biết, ông này tao biết, ông này ba lành lắm. À, ông Napoleon này là chủ hãng rượu phải không? Phải rồi. Thấy tên ổng ghi trên chai rượu đó. Phải. Ông Napoleon này ổng là hoàng đế của nước Pháp. Người ta tôn sùng ổng là mới chế ra cái rượu là Napoleon. Ổng nổi tiếng lắm á. Ủa vậy là rượu nào nổi tiếng cũng là tên của vua hả? Rượu nào nổi tiếng là tên vua hết á. Vậy lắm. Có mà chẳng hạn như là ông vua Càn Long thì người ta chế ra rượu Càn Long. Có ông vua Minh Mạng nó chế ra rượu Minh Mạng. Thì đó ông vua Napoleon nổi tiếng là người ta chế ra rượu Napoleon. Hay quá con ơi, từ xưa đến giờ ba đâu có biết đâu, bây giờ ba mới biết nè. Bây giờ ba biết rồi ba mới hỏi tụi bay vậy, trong lịch sử có ông vua nào tên Chuối Hột không? Bà nội mày xạo. Má mày nói tao không có kiến thức rồi mày nói rượu nào nổi tiếng cũng tên của vua. Có ông vua nào tên Nét Mới không mày? Hả, có ông vua nào tên Gò Đen không?
lao quèn thôi. Thôi mà đừng có giống giống lạng mà trả lời ông đi. Napoleon sinh năm mấy? Mày tới mày hỏi Napoleon cái cha mày sinh năm mấy ông biết không? Ông không biết năm sinh, ta biết năm sinh ông là gì. Mày ăn no mày đi lo bao đồng, xin lỗi mày năm sinh ông nội mày đó mà tao còn chưa nhớ. Mỗi lần tao muốn nhớ tao phải chạy ra nghĩa địa tao coi cái bia đó. Ở đó Napoleon cái đồ tàu lao. Thôi đi ngủ. Đứng lại. Chứ mà trả lời không được chứ. Đây là bay nói tao không có kiến thức, bây giờ bay đố tao rồi, giờ tao phải đố lại bay. Thôi mà đố đi. Nghe đây. Con nghe. Câu đố như sau, có một ông già đi từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi, điều đầu tiên ông thấy là thấy cái gì? Thấy cỏ. Sai. Thấy cây. Sai. Thấy mây. Sai. Thấy trời. Hả? Thấy gì? Thấy mệt. Đó, rõ ràng luôn, có người chỉ luôn. Ai vậy? Con chỉ à? Có chỉ. Mua vé vô đây coi đi chị, gia đình ta chọt cọt vô chưa? Ta không có hỏi mấy người dưới này, ta hỏi tụi bay không? Ờ, nhưng mà con tin bạn của con. Thấy mệt. Thấy mệt. Ông thấy mỏi. Hay lắm hả? Thử bài hả? Ôi, con. Thấy không? Kì vậy? Bà làm chứ bà hay lắm. Tôi đang rối luôn, chị thấy mệt. Khổ nhiều, tôi hận bà luôn. Chia tay sớm bắt đầu khổ. Con không phụt. Con cảm thấy con chưa có phụt. Ồ được, mày không phụt thì ta sẽ đố mày một câu nữa để cho mày tâm phụt và khẩu phụt. Nghe đây, nội dung giống như hồi nãy, có một ông già khác cũng đi từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi, điều đầu tiên ông thấy là thấy cái gì? Thấy mệt. Sai. Thấy mỏi. Sai. Thấy cây, thấy cỏ. Sai. Thấy núi. Sai. Thấy vậy? Ông thấy ông già hồi nãy. Cái kỳ á. Phải đâu kỳ, ông kia tao chưa cho xuống à. Tao nói ông khác lên như đây người làm chứng à. Đúng không? Đó nè. Con cũng không phụt. Không, chưa phụt. Con vẫn chưa phụt. Bây giờ ta đố về thời sự đi. Thời sự sao? Đố tụi con xe gì một cây. Biết rồi. Xe xe đạp. Sai. Xe đạp. Sai. Xe xích lô. Sai. Cái xe gì? Xe lỗ tai. Ủa sao kỳ vậy má? Mày xe lỗ tai mày đút vô cây, mày xe đút hai cây cho banh lỗ nhĩ mày hả? Ủa chưa thua. Mệt. Con khác đi. Đố xe nữa nè. Đố tụi con có loại xe gì mà có động cơ mà nó không bao giờ chạy được. Đơn giản, xe hư. Ai? Xe không có bugi. Sai. Xe hết xăng. Sai. Chứ xe gì? Xe nước mía. Ủa sao kỳ vậy ba? Xe nước mía nó có động cơ để ép mía, đâu đâu chạy được đâu. Không lẽ mỗi lần mày ép mía mà xe nước mía nó chạy bự như ly thì mày hứng hả? Bán nước mía mà khổ vậy, ai bán làm gì vậy? Vẫn chưa phụt. Chưa thua. Chưa. Đố về sinh vật học. Sinh vật cái gì? Đố tụi con trong các loại động vật, con nào nhìn giống con chó nhất? Biết rồi, con sói. Sai. Con cáo. Sai. Con trồn. Sai. Vậy chứ con gì? Chó con. Trời ơi, con chó con giống chó mẹ giống gì ba? Đúng đó, ta lấy cái câu này từ lúc bà Tám bà qua nhà mình, bà chơi bà thấy bầy chó nhà mình mới đẻ, bà ngồi bà khen, bà nói trời ơi, bầy chó của thằng Sáu mấy con chó con nó giống con chó mẹ. Mà ta cắt chữ mẹ đi, ta lấy chó con giống con chó. Thấy ta cắt ghê không? Bậy bạ, chưa thua. Câu đố quyết định đó mày. Quyết định đi. Toán học. Trời ơi, nghe nghề con ơi, nghe tủ rồi. Nghe đây. Con nghe. Ta có một bầy trâu, một nửa bầy trâu, 2/3, 2/3 bầy trâu và 3/4, 3/4 bầy trâu. Mới có nửa câu mà nó nổi rẻ rồi đó. Tao mà quất nửa câu nữa mày nổi mục nhọt luôn là. Lấy 1/2 bầy trâu nhân với 3/3/4 bầy trâu nhân 4/6 rồi lấy cái búa đập lòi hai con mắt, hỏi tao có mấy con trâu. Tính xong mà hai đứa bay không vô bệnh viện tâm thần tao con tụi bay. Quyết không chỉ đi. Tôi thua rồi. Bó ốc à. Ôi trường khỏi đồng hồ dỗ cho trò xí ngủ. Chú gì? Chết mẹ rồi. Không lẽ vì một câu hỏi mà anh mày nó trở lại như ngày xưa. Làm sao ba? Bây giờ nó tên Long đẹp trai chứ ngày xưa nó tên là Long khùng đó. Trời ơi. Biết rồi. Tao đập ở trong mặt nó chơi xì hả mày? Dạ. Kính thừa lão tiền bối. Nó tiểu sừng trả rồi.
trả lời lão tiền bối như như sao chứ hả? Mai mua đu đủ cho nó ăn đi nha. Trả lời gì? Thật sự cho câu hỏi của ta có bao nhiêu con trâu vậy hả? Cười con mẹ gì? Mấy con? Tiểu sinh. Tiểu sinh. Tiểu sinh. Không biết. Bà nội mày. Mày không biết mày nói mẹ nó không biết mày đứng mày nặng thấy ghê quá. Bỏ gì sao sợ không? Còn mày biết không? Yeah. 근데 아 정말 부끄지게요. 이거 정말 이렇게 착각을 보라니. 예, 아 예뻐요. 아 뭐, 아 미남. Không biết. Không biết mà đặt nói cái tiếng gì vậy? À, Hàn Quốc. Tiếng mày như tiếng hoàng gió đá chứ Hàn Quốc gì? Cho bà biết không? Biết không? Tao cũng không biết. Trời ơi, không biết mà đối làm gì ba? Sao kỳ vậy? Ủa chứ ai biểu mày nói tao có kiến thức cho nên tao vận dụng đầu óc tao tìm ra một câu hỏi vô cùng hóc búa chứ tao đâu cần câu trả lời. Thôi khỏi đi mà đừng có đố được con nữa. Con thiệt qua sao con mà lớn lên con không bị con dạy nó chân á trời. Dạy làm gì? Nó không có kiến thức, nó ra ngoài đường bị bạn bè thầy cô coi thường lắm. Đúng rồi đó. Dạy cho con bị xúc phạm lắm. Đúng rồi, nó sẽ cảm thấy rất là ugly tiger. Là gì mày? Ugly là xấu, tiger là hổ, ugly tiger là xấu hổ. Đi mày. Bà ơi. Hay khóc đi, khóc đi, khóc đi, đừng ngày ngu. Thôi hãy cầm đi hai thằng con mất dạy à, nở lòng nào bay xí vào à. Tao biết là ngày xưa tao không lo học hành là tại vì tao ham chơi, tao không lo học hành. Cho nên bây giờ tao không có kiến thức để tao dạy tụi bay, bởi vì tao ráng làm lụng giấc giả lo cho tụi con ăn học. Tại sao tụi con không lo ăn học? Nếu tụi bay không lo ăn học thì sau này tụi bay cũng không có kiến thức để dạy lại con cái của tụi bay à. Chắc chắn con cái của tụi bay nó cũng sẽ xí vả tụi bay như tụi bay đang xí vả nào. Tao nói gì đâu, tao nói gì đâu. Buồn quá đi, có hai thằng con mà kêu trời không thấu, tôi biết phải kêu ai đây, tôi biết phải kêu ai đây. Ô, ông Đăng Trường. Cái gì kỳ vậy ba? Ông Đăng chửi con tiện một kêu Đăng Trường. Đâu có, tao đang buồn quá, tao không biết làm gì, tao gặp Đăng Trường, tao kêu luôn rồi. Ông ba không biết lỗi không? Tao là tao rồi. Ông ba, tụi mày chịu khó đi học giùm ba được không? Dạ được ba. Nếu tụi con đi học thì ba cũng sẽ đi học. Ô, ba học cái gì ba? Trời, ba đã lựa một cái môn này hay lắm con ơi. Trước khi vô học á, người ta phải thử coi nè. Phải có mạnh khỏe không? Có đàn ông hay là không? Có gì vậy ba? Có gì vậy? Cắm hoa. Tại sao lại rặn hoài? Phải chịu khó đi học nha. Dạ. Ba sẽ đi học bổ túc văn hóa để sau này có kiến thức để dạy lại cho con cái của mình. Ở dạ. Được rồi ba. Đi học đi. Trước khi đi học chào bà con cô bác đi rồi đi. Chào đi ba. Chào ba. Xin lỗi tất cả quý vị rất nhiều.